Rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Martini. Hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho những người mới chơi đi. Đó là những chiếc xe nào thì cày được và nên cày và những xe nào thì nên đập token mắc sớm nhất có thể. Rồi đầu tiên là đó là Class D. Class D thì hầu như là xe có thể cày bằng tay và cày free được. Thế là mình khuyên anh em đó là Class D và Class C là đừng bao giờ đập một chút token nào vào những chiếc xe này. Cho nên là chúng ta có thể bỏ qua được Class D và Class C rồi. Class C thì có một số con cũng mạnh và cũng bán một token thôi, nhưng mà theo thời gian thì cũng có ca hăn hết anh em ạ. Cụ thể như là con là Huayra 33 này, hoặc là con Lamborghini Gallardo đều là đã có ca hăn hết rồi và anh em có thể cầy tay được, không nên đập token vào những con xe này. Còn ở Class B thì mình nhấn mạnh cho anh em đấy là ở trong Legend Shop ấy, thỉnh thoảng có bán Huracan Evo Spider bằng credit, anh em có thể săn và lấy bằng được con này về cho mình. Và nếu mà có đập pack của Huracan Evo, nếu mà nó ra sự kiện ấy hoặc cày hoặc đập pack, anh em lấy bằng được con này cho mình vàng nhá. Lý do thì mình sẽ để tại đây. Còn quay trở lại thì chiếc 488 Ferrari, một chiếc xe đua rất ổn ở giai đoạn cho những người mới chơi, thì đây là chiếc xe cày được, không nên đập pack. F12 TDF chuẩn bị Uka Han, anh em đón chờ. Afan 9 vừa thông báo là sẽ Uka Han. Transport Corvette, đây là một con xe Uka Han rất nhiều lần. Và đây con này, đây là một con xe đua rất ngon dành cho Top Driver lẫn Manual. Apex Apo cũng có Uka Han này. Đa số là con xe đều theo thời gian cũng có Uka Han cả anh em ạ. Còn đập pack ở Class B thì mình thấy là một số con đáng chú ý bạn nên mắc sớm thôi. Huracan Evo này, 911 GT3 RS Porsche này, còn ba con là Evija này, F1LM này với cả con Ferrari này. Thì anh em nếu mà giàu thì hãng đập, bởi vì con này 6 sao, tốn rất là nhiều token mới có thể đập mark được. Chứ cũng không nên chơi sớm, cứ chơi đầu tiên cho mình con Lamborghini Huracan Evo trước này, xong đến con Porsche 911 GT3 RS. Rồi, điểm qua Class A đi. Class A đầu tiên là mấy con đầu tiên này cũng đều cày free hết. Còn La Ferrari này cũng là một ví dụ, cày lâu thì cũng sẽ có này. P1 này cũng là một con đáng để cày, nhưng mà con này có ca hăn, không nên đập bách nhá. Lamborghini Aventador SV cũng là một con có ca hăn, em cày ca hăn cật lực cho mình. Mấy con này mình không quan tâm lắm. Còn con VLS này thì có sự kiện hàng tuần, anh em lấy được free thì lấy cho mình, đừng đập bách. Porsche 918 Spider thì cũng có trong Legendary Shop, anh em có thể săn credit mà mua. Còn có bách cũng nên đập, con này đua rất là ngon. Vanda này thì đúng rồi, trong Legendary Shop cũng có và mua từ từ, từ mỗi lần mua 1-2 phát thôi. McLaren 570 Spider, đây là con xe 6 sao và nâng credit tốn rất nhiều tiền, không nên đầu tư. Aventador G, một con đáng đầu tư nhưng một khi đã đầu tư là phải mắc nhé, con này phải mắc mới mạnh này. Mình sẽ bỏ qua mấy con mà tốn quá nhiều tiền mà không thực sự hiệu quả. Còn con nên đầu tư tiếp theo đó là Huayra BC, cày được thì cày, nếu có thì cày, còn không thì nên đập token con này sớm, càng sớm càng tốt, càng mắc nhanh càng tốt. Đây là con Lamborghini SC18. Thứ ba là con Aperta. Đấy, ba con đấy là chủ chốt, bạn đập mắc được càng sớm càng tốt ở Class A. Còn bốn con đằng sau này thì cứ từ 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 chơi, nếu anh em có nhiều token thì anh em đập thôi, chứ bốn con này tốn rất nhiều mảnh xe. Riêng con Aquilon thì có bán bằng credit trong shop cho anh em có thể săn được. Đến với Class S thì là bốn chiếc xe đầu tiên là Centenario, Icona với cả Lican và FXK Ferrari. Bốn chiếc xe này cày được free và anh em cày được thì cứ cày thôi, không nên đập pack, đừng bao giờ đập pack token này, chơi lâu từ từ mắc này. Ego Star, một con chiếc xe đua rất ngon, có thể cày được hàng tuần, cày được mắc cho mình, cũng không nên đập pack bởi vì bây giờ có thể cày free rồi. Trion Nemesis dành cho những cao thủ tay to, những ai mà chịu chơi chất chơi người rơi nhưng mà cày được free hàng tuần thì vẫn cứ cày anh em ạ. Ferrari này thì sự kiện đặc biệt chưa ra lần 2 này. McLaren Senna đáng để đặt token này. Toyota Milenio là một con xe mà mua ở trong Legendary Shop, thỉnh thoảng cũng có sự kiện đặc biệt nữa, đập bách được mà không đập cũng được, anh em mua từ từ cũng có cũng được. Bằng Edcoin, Phineas Super Sport thì lâu lắm rồi không thấy là có cách cày với cả cách lấy thẻ con này, thì theo mình nghĩ là anh em đừng nên đập token này, cày từ từ mắc mà. Zenvo cũng vậy, đây là Zenvo có trong quà MP1, cho nên là anh em cày từ từ cũng mắc này. Batista thì đã bị mất bản quyền Afan 9, nên là việc nó ra sự kiện tiếp theo để đập bách thì cũng khá là khoai, nhưng mà có thì đập mắc con này cho mình nhá, em có nhiều tiền. McLaren Tito thì này là sự kiện đặc biệt sẽ có lần 2, cho nên là dành cho những đại gia chơi thôi, không nên động đến, nhưng mà cày được free thì cứ cày. Running Shirt Regera, con này thì cũng cày được cứ cày, có sự kiện lấy được thẻ thì cứ lấy, còn đập bách không nên. Lamborghini Sian
FKP37. Con này chắc chắn nếu mà có tôi kèm đập mắt cho mình. Cả manual lẫn top driver. Con này chơi top driver thì nó là số 1 anh em ạ. Phải lấy mắt cho mình nếu mà có token. Chiếc Inferno này thì vừa ra sự kiện rồi, cho nên là việc sắp tới ra sự kiện tiếp theo thì khá là khoai. Nhưng mà con này nếu mà lấy thẻ free thì cứ lấy. Còn đùa nó cũng không đến mức bá quá, nó ở dạng vừa vừa. Buatichiron chắc chắn rồi. Nếu mà có token đập mắt con này cho mình, con này chắc chắn phải đập rồi. Con Bailey, con công nông này thì dành cho những đại gia dân chơi thôi. Bugatti Devo vừa ra sự kiện rồi, cũng chưa có thông tin tiếp theo. Con Insert Zco chắc chắn phải lấy mắc này. Aspart On, con này mới, mình chưa kịp review. Nhưng mà con này có vẻ là hơn cả Limac. Nhưng mà hiện tại nó đang có sự kiện đặc biệt đấy. Nhưng mà có token, ai mà giàu thì đập anh em ạ. Limac này, Limac này anh em có token lấy mắc cho mình nhá. Chắc chắn phải lấy mắc. SSC này những ai chịu chơi thì chơi thôi, chứ không biết bao giờ ra sự kiện tiếp theo. Nếu mà có nhiều token thì chơi. Còn Bugatti LVN, em này ông nào đợt SE vừa rồi mà có 3.000 đô la thì quất con này, không dành cho những người mới chơi, cũng không dành cho những người chơi chay, mà chỉ dành cho những người siêu đại gia, chứ cũng không dành cho đại gia. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình, hẹn gặp anh em trong những clip tiếp theo.